chắc ngày đó thôi chứ sao giờ. Đem thùng lớn vậy. Mua hai bịch đá được á. Mua thùng nhỏ nhỏ này được rồi. Đem thùng lớn chỉ có đủ không mà đem. Quên đem cái đèn. Bỏ điện thoại cho chắc cứu không nữa. Lỗ vốn. Nhỏ rỉ không mày. Nè, ít cơm vậy sao đủ. Ngoan. Ít cơm vậy sao đủ. Chắc nữa trâu tới nữa. Lấy đi, lấy đi. Ừ. Đồ má, châu giờ đại gia rồi. Mới mua show tiền mua rồi. Bao nhiêu tiền? 2000 mấy. Mà phải mua cái loại mà lót không? À hả. Chủ tiền em đi đầu mấy người. Đúng. Chắc trời bữa nghỉ làm neo quá. À hả. Ở trong nước lan. You guys crazy.
Chưa gì lỗ rồi hả? Mà sao bữa nay sao 15 đồng với mấy nhớ 11 đồng mà phải lên giá hả? Kinh tế khó khăn rồi mà. Uh-huh. Phải câu cho sư phụ nở mặt mới được chứ, chứ để sư phụ tới sư phụ hỏi mình nữa. À, cục pinfish không à? Hả? À, em quên đem đèn, quên đem đèn luôn. Chào thử đi chưa? Tới rồi. Em ở cái ngay trước cái pier bên tay phải á. Dạ. Nó đứng, nó đứng ngay cái pier, đi đi trước vô cái pier á, nó có cái sign nữa. Anh đừng đứng trong cái pier, anh đi ra cái pier là anh thấy một đống người ở bên tay phải, ở bên tay trái, nếu mình đi ra cái pier là bên tay trái. À hả? Dạ. Cảm ơn. Thank you.
Kingfish á? Kingfish. Yeah. He's here. Má lỗ rồi. Mắc mồi. Đó, biết mà. Ừ, nó ăn nó giật vậy đó. Mở hàng nha, mở hàng. Mở hàng nha. Mở hàng. Má kiểu này sụp tôm chịu nổi trời. Lên Châu. Cái gì? Em cũng quên luôn. Quên đây nè, anh Châu. Tôm. Ủa kỳ á, dính hoài vậy trời. Hả? Mực tươi á hả? Ủa kỳ á. Kỳ dính hoài. Kỳ á. Hên ơi. Má. Hai con tôm được con cá. Kiểu này lỗ rồi. À, sư phụ để cho mình đi trước, để ba trước. Ngủ. Ngủ hả? Ừ. Sư phụ nói 8 giờ mới tới luôn. Thảy ngay cái trụ á, thảy ngay cái trụ. Dạ. Good slap of bait, man. Uh-huh. Ồ, nó gắn vô là một con chum bồ. Ừ. Hả, cao phủ ở đây không rồi. Cao phủ không rồi. Mình câu về cho vợ con ăn, ông này đi câu để chơi cho cá ăn. Đúng là cao thủ. Cao thủ
Mấy con này là biết làm hả? Vợ con đang đói ở nhà chờ chờ cá, chờ cá. Ổng chơi fish bait kề gớm. Thấy ngay, anh thấy ngay luôn đó. Cơm lâu. Lưỡi nhỏ nhỏ là được rồi. Kéo dữ hả trời. Kéo dữ hả. Để dành cho bà con nữa chứ. Không có chỗ để nè. Tôi có hai đứa con nhỏ đó nha. Nó ăn nhiều lắm. Ăn nhiều lắm. Đâu có như khăn nào anh đem luôn. Đã ra tới đây rồi mới chết khăn rồi. Đó, em mà quên đèn luôn nè. Mình cũng quên đèn luôn đó kìa, mới ghê. Nhưng mà cao thủ đâu cần đèn đâu. Cao thủ là nhắm mắt câu cũng được mà. Thôi mình câu hai con nữa mình về. Đủ bữa cơm thôi. Mình không thèm nhiều đâu. Đúng không anh Hoàng? Hai con nữa về. Đủ 15 con đi về. Rỉa phải không? Phải xách cái hút á. Giật nó lên á. Em Central. Thank you.
hả? Cản cầu đi. Đến chưa? Ồ. Oh. Nãy giờ. Ở đây nè anh Châu, ngồi đi. Không có thớ hả? Không có thớ hả? Thôi cứ lo giữ cái thùng. Lo giữ cái thùng không? Lỗ hả? Tông là lỗ hả? Em đổ xịt mũi. Ok. Dạ, anh em thấy không? Ờ, à, chưa. Cái con đùi nó ghê. Oh. Em còn nát rồi. Oh, nice. Oh, ghê. Oh, man. Thấy chưa? Đâu còn tiền. 10 in chứ nha. 10 in chứ. Giỡn chứ, phe rồ. Đồ ăn, có cục chì kìa. Hả? Cục chì kìa. Lỡ lỗ. Đấy, đâu, đâu còn thuyền bự câu mang của đâu. Nó giỡn chứ, phe rồ mới 10 inch. Đây là no limit. Bá quá rồi. Cái gì? Đem rồi sáp rồi. Thấy coi chăm coi. Hả? Ồ, thấy là thấy có là. No limit in tight water, man. Miếng fish pie hả? Chắc là miếng fish pie. Một miếng hai miếng. Mấy nữa? Được rồi. Nếu bộ nói đi mít để đo để ra câu chậm lại á. Thôi đừng qua mặt anh em nữa. Chủ nhật này đi câu cá hồng một chơi nó vô rồi đó anh Châu. Đâu quá. Chạy tới đây nè. Chạy tới đây nè, anh Trọng ngoài kia kìa. Đó, đi câu ở trong. Ờ. Chạy từ đây băng qua
Nhà mình có 4 người thôi à. Ồ, hai con bự à. Thôi ra hai rồi chú. Dạ, yeah, hai con đây. Kéo vô, kéo vô. Đã quá, bà con ai cũng giật giật cơ. Hai con đây. Hai con mà. Con. Cái đó còn một cái mỏ đó đó hả? Mỏ giả đó hả? Ừ. Sao? Mua không? Miếng bán 10 đồng. Đó hả? Cũng vậy anh, nhưng mà mình nó nên ừ. Kéo dữ à, kéo dữ à. Gì đây, gì đây, gì đây? Câu rồi chứ lát nữa sư phụ tới là sư phụ hốt á. Dùng cái hồng nè Châu. Hả? Dùng cái độ này nè. Nó dịp nó đáy hơn. Nhưng mà cũng có đỏ mồi nữa rồi phải không? Không, đó thôi à. Mất luôn con hồng nữa đó. Lấy mồi này nè. Có đủ màu hết, muốn màu gì? Ồ, dữ dội à. Oh man, bây giờ là cao thủ rồi, phải giữ mấy con cá đó. Có giữ cái này. Yeah. Hả? Yeah. Nó anh giữ đi. Nó cái đó để dài bữa câu hồng. Bỏ cái hồng vô luôn. Yeah. Hey, let's go pro, okay? No more go pro. No more. No more pro, but it's here. Ui. Oh man, hên vậy trời.
em hai em mà cũng không biết nữa. Hay không? Quá hay luôn. Phải phục chưa? Họ nó có mất tôm mất đồ. Nhưng mà con cá đó nó ăn rồi. Ăn ghê không? Tại vì biết sao không? Dạ. Ai cũng câu tôm, câu cái này nó khác. Rồi, cái đồ nó cũng lựa. Kiếm thật á. Ừ. Mình giống hết ta lắm ăn của mình. Dạ. Cái mèo nó thích. Màu này là màu đùi bê đê ăn nè. Yeah. Cái gì mấy con này mấy con bê đê rồi đủ đê hả nè em rồi tên em rồi.